rồi hai đứa dẫn em lên lầu rồi dọn xếp đồ rồi cha lau nhà ra sao có em đây hả không đem bao hai đứa xếp đồ trời ơi xếp lộn xíu đi rồi cha lau nhà xuống cũng không cho em đó thì hai đứa ẩm nhà lầu nha ừ Bali ẩm nhà lầu không